chưa là tìm cái quả nào nó lại ngon như này các bạn ơi. Các bạn ơi, quả này các bạn tự làm đấy. Nếu như bạn thấy bạn đang kéo tay thì cho bạn tăng một like, đăng ký thành viên và chia sẻ video của Thanh Băng cho cả mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Cái này là que tính của tớ. Tớ phải cho cậu biết nhá. Tớ học chốt đấy, cậu phải dùng que tính nhá. Cậu đừng có lấy của tớ nhá. Đây là que tính của tớ đấy. Ai có que tính của cậu? Đấy là ống hút sao cậu lại mang ống hút vào lớp? Chắc là cậu giấu trà sữa hay là cái gì ở đâu đó. Cậu mang ống hút vào để cậu hút cái gì? Này, cậu đừng có mà làm vô khống cho tớ nhá. Cậu nhìn đây này, tuy nó là ống hút nhưng mà nó còn là mặt thanh này, tớ có thể tính được nhá. Ví dụ nhá, bây giờ tớ không biết một cộng một là mấy nhá. Tớ chỉ cần lấy một cái ống hút này, cậu mới một cái ống hút là bằng 1, 2 cái ống hút. Cậu thấy chưa? Ôi trời ơi, cậu học lớp, cậu học lớp mốt rồi mà cậu còn phải dùng cái tính để tính nữa. Cậu chứ, cậu đâu? Thế cậu học bài đi, học bài. Một cộng hai bằng mấy? Một cái ống hút này cộng với hai cái ống hút này bằng 1, 2, 3. Một cộng hai bằng 3. Rồi mình ghi 3 vào đây. Sao mình lại siêu sao thế nhỉ? Được rồi. Ôi sao mình lại to đi thế nhở? Một tính đi, có mấy cái tính mà đúng quá. Ống hút đang mang rồi. Cái ống hút của cậu có cái điều kỳ lạ rồi nhá. Thì ra là cậu giấu thạch vào trong đấy để cậu mang đến lớp cậu ăn. Ý là tớ sẽ miết thầy cho cậu coi. Nếu như cậu không muốn tớ miết thì cậu phải cho tớ ăn chung cơ. Cậu cầm ở đây phải giảm kỹ, không nói được đúng không? Cậu thích ăn hồng, thích ăn hồng. Để sao cậu đến ăn hồng nhá. Ăn hồng, đừng có nghĩ là cậu ăn hồng. Chưa ăn hồng. Úi giời. Muốn ăn chưa? Ngon ớt hồng, ngon như này nè, cậu ngon. Ốc, chứ cậu tự làm. Tớ tự làm ấy, xong mà tớ chế biến ở đây, xong tớ còn đi làm đồ dùng học tập luôn. Ngon không? Cậu siêu sao hết. Lúc nào cậu dạy tớ làm rồi nhất. Một cộng bốn bằng mấy nhở? Ồ, hôm nay tớ lại không có que tính rồi. Cậu cho tớ mượn cái gì để tớ tính đi. Tớ không có. Đây này, cậu đeo cái gì thế này? Đây, ở đây cậu cho tớ đi này. Cái túi này là đồ khác chứ, có phải túi tính đâu. Sao cậu ăn độc thế? Đây là tớ ăn thảo với cậu, hôm nay cậu ăn độc thế. Không, nhưng mà tớ không có gì thật mà. Cho tớ mượn cái quả bóng bay mà cậu bảo là cậu có quả bóng bay cậu tính đi. Hôm qua cậu bảo với tớ còn gì cậu quên này à? Ừ, quả bóng bay á. Ừ, đi cho tớ mượn. Ôi được rồi, đây. Đấy mà, tớ đã bảo có sai. Úi giời, bao nhiêu may thế. Úi giời, cực kỳ luôn. Úi giời, ui dồi. Này là có quả cái tí kìa, tiêu này. Thế là cậu có mấy quả? 1, 5 quả. Vậy thì 1 này, 1 quả bóng bay này cộng với 1 này, 2 này, 3, 4. Vậy có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5. À, đê, quả bóng bay của cậu thần kỳ thế. 1 quả bóng bay cộng với 4, quả bóng bay cộng 5, quả bóng bay. Ui, thế à? Đấy, cậu biết là thủ. Ui, cậu ơi, quả bóng bay của cậu răng rắn, không vỡ được cái này. Có gì đâu kệ luôn. Đây là bóng bay loại chị đấy. Nghi lắm nha. Nghi ngờ lắm nha. Làm bài đi, để cho cậu mượn bóng bay để làm bài đi mà. Tôi thử xem có nổi tiếng được nhé. Trời ơi, khách không tắm. Nghi ngờ lắm nha. Không biết là cái gì đây nhỉ. Ui, trời biết ngay mà. Thanh Băng lại còn bị lừa mình nữa cơ. Hóa ra là thạch bóng bay. Trời đất ơi. Đấy nha, cậu kêu với tớ là không có gì nha. Đây này, cậu nhìn thạch chưa? Tớ để bao giờ chị nói tôi lấy ra tôi ăn với cậu một số cậu lại tắp lạc chứ. Thơm thế, thơm thế. Cậu có mấy cái để chọc cho nó dễ này. Thế nha, cậu tiện nhỉ. Thế cậu vào kia cậu lấy nguồn cái bát ra đây để mẹ đi. À, nó bắn chú nha. Cậu đi bát nhá. Thơm thế. Trời ơi. Tớ thật ra đây. Đây. Để đây nhá, tí cho mình ăn nhá. Đây là để chọc một quả nữa nhá. Sao có cái quả này nó buồn cười thế này? Chạy có teo nè. Đây tí, cái quả đấy thì tí chung luôn cũng chả nhá. Cậu chọc cẩn thận, cậu chọc cẩn thận vào tay cậu nha. Tớ nhìn cái quả nào nó ngon thế này các bạn ơi. Đấy, ngon quá. Cái này tớ cũng tự làm đấy. Các bạn ơi, quả này bạn đang tự làm đấy. Nếu như bạn thấy bạn đang kéo tay thì hãy cho bạn đăng một like, đăng ký thành viên và chia sẻ video của Thanh Băng cho cả mọi người cùng xem nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Cả cái ống hút nhờ tuyệt vời cho bạn mai hôm qua nữa nha các bạn nha. Ok. Còn một quả bé nữa tớ với cậu chọc nhá. Cái quả tiếu quả này cho một cười đây cậu ạ. Ấy. Tớ nhá, tớ cảm ơn cậu đã cho tớ mở để tớ tính nhá. Thôi tớ ăn quả nhỏ, còn tớ phần cậu hai quả to nhá. Ôi cậu ăn, cậu cứ ăn đi. Ui, nhìn quả này to dữ luôn đi. Cứ ăn nhá. Ừ, cậu ăn đi. Ngon quá nhỉ. Ngon nhỉ. Ngọt ngọt.
Thank you.